him. Hi Jessica. Và xem phim. Hi, chào mọi người. Mọi người có thấy rõ không? Hôm nay là mình sẽ đi cái màu số 12, số 15 của ombre với lại cái kim tuyến của Chanel nha. So this one glitter and this one the glitter, right? No, this one the glitter. Glitter. Glitter and then glitter ha. Okay. Hi Kim Tha, hi Jasmine. Hi Thùy Dương. Hai cái ngón này là mình sẽ đi cái màu số 15 ha. Cái màu số 15 này là có nằm trong cái bộ sưu tập của Chanel ha. Cái collection ombre á. Màu rất là dễ thương, màu hồng nhạt thôi. Nó không có đậm lắm mà rất là dễ thương ha. Ngọt ngào nè. Dí ơi, con đang làm live nè Dí. Lớn tiếng quá, lát mọi người không nghe tiếng con bây giờ. Thank you. Bye, thank you. Have a great day. So this time be okay? Or you want more thin? More thin? That's better? Like the last time, right? Like the last time medium, okay? Not too thin. Mình sẽ cho nó thêm một chút xíu ha. Ok, yes, ok. Hi, chào mọi người, chào buổi sáng nha. Đây là cái màu ombre số 15 của Chanel nha. Màu rất là dễ thương nè mọi người ha. Màu rất là dễ thương nha. Mình sẽ đi đơn giản với cái màu của Chanel thôi. Hôm nay thì mình sẽ kết hợp cái màu này với cái màu rose gold, màu rose gold glitter là cái màu số 12 ha. Chứ trong cái collection là 20 màu đó, mình sẽ có cái màu số 10, 12 là cái rose gold. Hai chị Hà Trần, khỏe không chị? Buổi sáng mọi người có làm chưa? Làm rất nhiều chưa? Maria. Dạ em khỏe hơn nhiều rồi, em khỏe được hơn 50% rồi nha anh chị. Xin chào chị và mọi người nha. Hôm qua là đuối luôn á, hôm qua là đuối, sau đó là tối hôm qua là em được xong hơn một cái ha. Xong hơn một cái thì thấy cái người nó khỏe hơn được 50%. Nhưng mà hôm nay là mình hít lấy quyệt nữa, không biết như thế nào. Hy vọng là nó không có vấn đề gì ha. Mong là có sức khỏe thôi. Đây là màu số 15 ha. Màu số 15 nằm trong cái bộ ombre 15 màu á. Bây giờ Chanel có những cái hộp lớn ha, theo yêu cầu của mọi người á. Chanel có ra những cái hộp ombre như thế này nè, hộp lớn luôn, 16 ounce luôn ha. 16 ounce rất là nhiều, nên là khi mà mình mua á, những cái màu mà hay xài nhiều á, giống như những cái màu này nè, hay xài rất là nhiều, mình có thể là mua hũ lớn ha. Mua hũ lớn thì nó giá nó sẽ rẻ hơn khi mà mình mua hũ nhỏ vậy đó. Còn những cái màu mà ít xài á, mình có thể là mua những cái hũ nhỏ được rồi. Còn cái màu này nè hay xài lắm, mình mua hũ lớn nha.
màu dễ thương ha. Cái màu này không có bị mobile nha, nên là khi mà mình đắp một màu hay là mình làm mobile everything cũng rất là đẹp. Which one clear? Christine nghĩ là khoảng 80 đến 85 đồng clear. Ha. Clear đó. Okay, for this one no clear. I go with the clear, no clear first. Hôm nay á, tay nó hơi run một chút xíu á. Đó, tay Christine hơi run một chút xíu ha. Không biết sao nữa, mấy bữa nay mà tay nó cứ bị run hoài, chắc bị già rồi. Tay bị run lắm. Nhưng mà vì thấy cái màu đẹp quá, muốn khoe với mọi người nha. Ở đây nè. Hello chị Thảo, hello. Chào chị Thảo nha. Sorry chị nha, em quên mất rồi. Ngày mai nha, ngày mai là em sẽ gửi yến cho chị Thảo nha. Sorry chị Thảo nha. Sáng giờ em cũng busy quá, em chưa có đọc tin nhắn nữa, chắc là chị có nhắn cho em đúng không? Sorry chị nha. Hai anh Đức Cao à, dạ không chị Hà Trần, em tay run mấy bữa nay rồi đó, tay run mà người nó lạnh, nó bị nóng sốt vậy đó, nó cứ bị hoài mà nó không thấy hết. Lúc mà cảm thấy là nó hết rồi tưởng chừng nó khỏe, nhưng mà lát nữa nó bị lại, giống như là nó bị không có dừng vậy đó. Dạ chị Thảo, dạ từ từ không sao ha, dạ mai em gửi cho chị trước, chị từ từ viết check cho em cũng được. Hi Karen Nguyễn, hi Peter, hi chị Amy. Đây xí, I show little bit here. Này các bạn thấy không? Ở đây là cái bộ nail ha, cái bộ nail cái này là Clear nằm trong cái collection của Just Nail luôn nha. Yeah, đây là rất là sáng, đây là cái mình có thể là dùng cái thấp phốt của mình nè, mình rải lên ha, rất là bóng nè. À, đây là cái Clear nằm trong collection của Just Nail luôn ha, rất là sáng, các bạn thấy không? Rất là sáng ha. Okay. Bye, thank you. So pretty. À, tay em tay của syndrome thôi nhưng mà sẽ làm từ ha. Chi hai chi chi phạm, hai Jason khỏe không em Jason? À, nếu mà mình đi nếu mà mình đắp mịn nó thì không cần dụ lại ha, còn nếu mà mình đắp á mà nó không có mịn á, nó bị gồ ghề á, thì lát nữa là mình sẽ dùng cây dụ của mình á, mình dụ xuống một chút xíu ha. Tay đông quá à. Bột này số 15 ha, màu số 15 nó nằm trong cái bộ là 10 ombre 15 màu nha. Ombre 15 màu á. Để coi. Đúng rồi, nó nằm trong ombre 15 màu nha. Đây màu số 15. Đây, cái màu số 15 ha. Đó, cái hộp của Just Nail vậy nè. Dễ thương quá à.
màu rất là nhẹ nhàng ha, và rất là dễ thương. Cái màu này là có cái hũ lớn rồi nha, mọi người có thể order đó. Hôm qua là đã có cái hũ lớn 16 ao ha, 16 ao rơi vào tầm là 80 đến 85 đồng ha, cho 16 ao cho những cái màu này. Hai chị Tuyên Nguyễn, hai Angela, hai Quyên Khánh, hai Vũ Phạm nha. So this one ombre, ombre ha. Clear. All clear. Yeah, clear. And then this one clear. All clear. How about that side? Yeah. All two. Yeah. Okay, for the two finger clear right? Yeah. Okay. Và đây là cái màu kim tuyến, màu số 12 ha, nằm trong collection kim tuyến 20 màu. Đây, màu rất là đẹp, màu rose gold ha. Đây, một hũ rất là nhiều, rất là sáng ha, mọi người thấy không? Rất là lấp lánh nè. Đây ha, rất là sáng ha. Dạ, màu đẹp lắm chị, hai cái màu này đi chung rất là tuyệt vời lắm. Hai Thuận Quốc, hai em á là ok, mình sẽ đi ha. Nếu mà các bạn nào á, khi mà mình mua những cái kim tuyến này về á, nếu mà mình cảm thấy đắp á, nó còn khó đắp á, mình có thể thêm bột clear của Just Nail vào ha. Cái này rất là dễ đắp ha. Còn nếu mà các bạn khi mà làm á, thấy nó chảy quá, nó khó đắp quá thì mình thêm bột clear vào nha. Rất là dễ vuốt nè. Màu rất là đẹp chuẩn, mà nó rất là bóng nha. Khi mà các bạn đắp xong cái này á, mình nên bỏ một lớp bột clear lên ha. So, ok. Hai chị Tuyên Nguyễn, Christine, mấy bữa nay á, thời tiết thay đổi chắc già cả rồi, nó hơi bận chút xíu, hôm nay vẫn chưa khỏe nữa. Hai Phụng Trần, kim tuyến là 18 đồng một hũ nha, còn cái màu là 15 đồng một hũ nha. Kim tuyến là 18 đồng ha, nhưng mà các bạn khi mà mua nguyên set á, thì giá nó sẽ đặc biệt hơn á. Và hiện tại cái bột màu á, hũ 15, một hũ 2 ao á, là của Just Nail chưa có bán lẻ ha, chỉ đi nguyên set thôi. Nếu mà các bạn mua 16 ao á, thì sẽ có ha, sẽ có bán lẻ. Hi Andy Nguyễn, hi Andy. Đó, thấy không, cái clear đầu của mình rất là dễ đắp ha, màu rất là chuẩn ha. Đó, mình xin để nó khô chút xíu, sau đó là sẽ để cho một lớp bột clear thật là mỏng vào, vì mình tránh cái trường hợp á, khi mà mình làm xong á, mình bóp vỡ á, làm cho cái mặt kim loại á, kim tuyến nó bị bay màu ha. Nhưng mà mình không biết được cái nào bị, cái nào không bị, nên là tốt nhất, các cách tốt nhất của mình á, thì mình cứ gặp kim tuyến thì mình cứ để ha, một lớp thật là mỏng thôi, mình không có đòi hỏi là nó dày lắm. Hai anh đi Nguyễn, Christine hôm nay không được khỏe lắm ha, bị cảm thôi, bị cảm nhẹ thôi, nhưng mà Christine nghĩ do cái thời tiết thôi, tại vì thấy nhiều người cũng rất là bị ha, nhiều người cũng rất là hay bị, chắc có thể là do cái thời tiết á, nó chuẩn bị vào cái thời tiết nóng rồi, mấy bữa nay Cali cũng vừa nóng vừa lạnh ha, có khi là buổi sáng thì nó lạnh, có khi là trưa thì nó rất là nóng, nên nó làm cho cơ thể mình nó dễ bệnh lắm. Hai chị Trang Nguyễn, hello chị. Dạ em, Christine có uống thuốc mỗi ngày nha, thank you cả nhà nhiều lắm, giữ gìn sức khỏe và gặp mọi người ở bên vị trí nhà nữa mà. Đây mình sẽ cho một lớp bột clear thật là mỏng vào ha. Để nếu mà trường hợp á, mình có đắp gồ ghề gì đó, mình có thể là dụa ha, mình dụa sơ thôi cũng được. Hoặc là khi mà mình buffer đó,
đó, nếu mà mình lỡ tay mình bóp mạnh chút xíu cũng có ảnh hưởng gì tới cái kinh tuyến của mình ha. Mình chỉ cần đi một lớp mỏng thôi. Dạ hai chị Trang Nguyễn, màu đẹp lắm. À, cái màu là màu số 15 ha, màu số 15 nằm trong cái ombre, cái set 15 màu ha, ombre 15 màu. Còn cái kim tuyến thì nằm trong collection là kim tuyến nhỏ mà có 20 màu ha, có pha bột clear sẵn cho các bạn luôn á. Một hộp như vậy là rất là nhiều và mình làm được rất là nhiều khách nha. Vì bột nó rất là dẻo, nó không có chảy bột á, nên nó không có bị hao nhiều. Hai Thảo Trần. Dạ thank you chị Tiêu Nguyễn nha, thank you. So pretty, hello. Yes. Hai cái màu này nó đi rất là hợp ha. Cái màu rose gold á, những cái màu đó, rose gold hay là clear the gold hay là silver, những cái màu đó là mình đi thích hợp cho tất cả những loại màu ha. Nó rất là hợp luôn á. Ok, bye em. Lát trở lại nha. Lát trở lại đi, chứ bệnh rồi, chứ làm không được. Hai anh Tài Phần, hai Lâm Bì. Dạ, chị Trang Nguyễn, dạ. Dạ em sẽ cố gắng. Dạ tối hôm qua em cũng có xông hơi nữa, em nghe lời hết mọi người luôn á, em cũng xông hơi, em thử hết mọi thứ luôn á, em cũng mong nó hết bệnh nhanh nhanh lắm. Dạ tại cái giọng nói em như vậy, chị Tuyên Nguyễn, trừ phi cái giọng em nó bị khàn á thì nó mới hơi khác khác thôi, còn nếu mà em cái giọng mà không sao mà chỉ là cái người mệt thôi á thì cái giọng nói nó cũng vậy à. Liền đó hả? Dạ mọi người cứ góp ý cho em đi, rồi hả Christine sẽ tẻ tắt khe ha, và sẽ làm và làm bất cứ cái gì mà anh chị hướng dẫn để sao để cho nó mau hết bệnh. Hai Nico, hai lấy luôn vỏ chăn hả chị? Dạ em sẽ cố gắng ha. À, Christine có biết á, nếu mà mình huyết áp cao á, mình huyết áp hay cao á, Christine thấy là có nhiều người á lấy cái hành á, nguyên cái thân hành với cái cọng hành đầu hành luôn á, mình rửa sạch nửa ký hành với nửa ký chanh á, nguyên cái trái luôn, mình lựa những cái trái nhỏ nhỏ hơn, mình nấu chung với nhau á, mình uống cái đó là nó hạ huyết áp á. Cái đó là mình xin thấy nhiều người uống mà nó có tác dụng á, nên ai mà bị huyết áp cao mình có thể sử dụng bằng cách đó không được. Rồi thích liquid lên nữa rồi đó, bắt đầu nó chóng mặt rồi. Dạ chị bị thấp quá.
Christine không biết cách nào nữa, tại vì trong tiệm Christine có cái gì kia cũng hiếp đáp thấp quá, cao quá thì còn có cách trị, mà thấp quá là hả không có cách trị luôn. Ý huyết áp thấp quá rồi đi bác sĩ nói sao, không có thuốc chữa hả? Dạ, huyết áp thấp quá thì cái gì trong tiệm đi là hả bác sĩ nói là bó tay, không biết cách trị. Huyết áp cao với có đây nằm ngủ ăn đồ bổ, cái gì nằm ngủ ăn đồ bổ hả? À, cái gì đang nói là nó bị trường hợp là huyết áp thấp nha. Má có một anh là hả kêu là nhảy, anh kêu là nhảy vô nước sôi vậy. Dạ, thank you anh. À, tôi xin sẽ cố gắng ha, vì bệnh khó chịu lắm, bệnh cái người nó mệt mỏi mà muốn làm gì nó cũng không được hết á. À, Christine đắp một bộ như vậy là 45 đồng ha. Nhưng mà cái này là hai màu, có thể là lấy 50 tại vì có 4 ngón glider. Mình lấy 50 đồng ha. Bó chân luôn hả chị? Ồ đúng rồi, ăn sô cô la là lên liên tục tạm thời ha, hay là uống nước đường ha. Nếu mà huyết áp thấp á chắc là mình uống cái nước đường vô là sẽ tốt ha. Nó sẽ giúp cho mình tạm thời là hả mình giữ được cái huyết áp đúng không? Đây xong ha, khi mà mình làm nail mà mình có thể tám như vậy có cũng là một cái bí quyết để mà giúp cho những cái nhiều cái bệnh quá ha. Chia sẻ kinh nghiệm ngoài cái nail còn kinh nghiệm hai cây liền. Nên ngoài cái chia sẻ nail mình cũng nên chia sẻ vào những cách khác ha. À, giống như trường hợp hôm nay vậy mình cũng chia sẻ được rất là nhiều bí quyết nè. Đó, chị Trang Nguyễn, thank you chị Trang Nguyễn nha, thank you chị Hà Trần, thank you anh Đức Cao, thank you anh là anh Liệt Nguyễn nha, cho những cái ý kiến rất là hay, những cái bài thuốc dân gian. Chứ nếu mà mình ra ngoài bác sĩ kêu mình uống thuốc ngoài, uống thuốc liên tục. À, bộ này là tôi xin lấy 50 đồng ha. Khi mà làm bột màu á mình nên lấy xếp trước khi là mình dụ ha, vì á nếu mà mình dụ nhiều quá mình sẽ bị cái nước sơn của mình á, một là nó sẽ bị lợm ha, nên là khi mà mình đắp bột màu á mình nên đi xếp trước. Và khi mà mình đi xếp trước á là mình cố gắng mình khi mà mình đắp bột á mình không có cho nó là nó mất xếp, như vậy á mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian ha. Nhiều anh chị á, hỏi cái cây dụa vậy nè, khi mà cái cây dụa như vậy á, cái khúc này làm sao xài đúng không, khúc này làm sao xài đúng không, thì mình vẫn xài cái bình thường ha, đây thấy không, đó tụi sinh cũng xài bình thường ha, và mình cũng dụa thẳng ra, quan trọng là khi mà mình kéo nó rất là dễ xài luôn á, cái đường này nè, cái chỗ tròn đây nè rất là dễ xài ha. Với lại cái cây dụa này á, khi mà mình xài mòn á mình dễ thấy lắm. Hai anh Nguyễn Trọng Bình, hai Lúc Trô, hai Phó Bảo, hai anh Hùng Mã. Khỏe không Hùng? Khỏe không Hùng? Khỏe không? Đây hả? Mình sẽ đi ra. Đây ha, khi mà mua cây dũa về mình xài đầu bên này thôi, bên này cũng xài được nha. Mình có bỏ nha. Cái bột của Just Nail á, khi mà mình đắp á rất là dẻo, nên khi mà mình đắp xong á nó khô rất là nhanh ha, nó khô nhanh lắm á, đặc biệt có cái là nó khô rất là nhanh, rất là dễ, nên á hả những anh chị nào mà đắp bột nhanh á, khi mà mình vừa đắp xong á là nó đã khô rồi. Thank you anh Trọng Bình nha, thank you. Thank you.
sớm mà mình like cái màu đẹp ha, like màu đẹp mình thấy đẹp quá chịu không nổi, mình phải chia sẻ với mọi người ha, về những cái màu đó, những cái màu bột của Just Nail làm thì xin mất ăn mất ngủ, tại vì đẹp quá đẹp quá chịu không nổi. Nên nhiều khi hả thấy những cái màu này tại sao mình không like á, màu đẹp quá mà đúng không, like để mà chia sẻ những cái màu đẹp đó mình có thể là vận dụng cho khách. Nhưng mà thực tế mình có thể giới thiệu nè, mình có thể giới thiệu cho khách mình màu đó đẹp lắm, dễ thương lắm. Đối với những người khách mà dịu dàng vậy nè, cái người khách mà cũng xin làm rất là nhẹ nhàng dịu dàng ha, nên thường nói cái màu nó đi chung với cái người luôn. Hi chị Leo, thank you. I was never a gamer, but I got into like using alcohol and drugs. Má mình sẽ clean phần dưới chút xíu ha, vì nhiều khi có những cái móng tua đó mình clean cho nó, mình clean ra để mà mình dụi đi đấy ha, để làm cho cái nail của mình á nó sạch sẽ gọn gàng để cho người khách không cần nhắc mình nữa. Mình sẽ tập một cái thói quen thôi. Hai cái bình chương, hai em Linh. Những cái tư nè, những cái bột mà nó dính chút xíu vào đây nè, khi mà mình cố gắng đừng dính nhiều quá, dính nhiều quá mình dũa nó cũng ê lắm. Dũa này rất là êm tay ha, đó, nhẹ nhàng lắm cơ. Chị về chưa? Về đi. Để em bắt cái. Oh my god. Ừ, em đổ hết mấy cái bột á. Cái bột á vô hết người luôn rồi. Dạ. Nó lỡ vô người em rồi, lát em sụi cho. Dạ đúng rồi chị. À, xin đang làm ở ngoài tiệm ha. Hôm nay nó cũng lai rai thôi, không có bi gì. Nhưng mà được cái là hả, tình thương mến thương. Nên là trong tiệm lúc nào nó cũng vui vẻ ha. Không có cãi nhau. Không có cái gì hết, rất là vui. Mọi người làm chung rất là vui vẻ với nhau. Chị làm ở nhà hả? À, làm ở nhà thì một mình thì tốt khách mà, có khách mình nói chuyện cho vui. Ngoài cái đi làm thì rất là vui ha. À, thứ nhất là mình sẽ nói chuyện với khách, thứ hai là mình sẽ nói chuyện với đồng nghiệp của mình, và thứ ba nữa khi mà làm live được tám với mọi người nữa đó, mình tám tới ba đầu luôn á, nên ngày nói tới tối nên nó khác nữa là phải đó. Đúng không, mình tám nguyên ngày luôn á, không nếu mà không làm live thì mình tám ở đây với khách nè. Nên á, anh chị nào mà đi làm rồi á là mình không có muốn ở nhà đâu, mình chỉ thích đi làm thôi. Thank you.
Bye à chị. Ok bye chị. Vậy á, mình mở nhà mình có cần xin phép không cha Nguyễn? Mình có cần xin phép không chị? À đúng rồi, thì xin ở Cali nha. Ở Cali ở bên Los Angeles. Đây cũng là cái tiệm nail gia đình thôi. Đó, khi mà muốn đánh đầu móng á, đừng để sai. Cái người khách dạy này giống như cái cầu thang, sau đó mình chuối cái cây dụa á, giống như cầu thang vậy ha. Nè, mọi người thấy nó bằng không? Đây ha, mình phải cho cái tay của người khách bằng ha. Mình chuối xuống, mình bắt đầu dụa. Dụa tức là mình không cần ra sức nhiều lắm, mình chỉ dụa cho nó có cái độ bằng thôi. Khi mà nó đã bằng rồi thì mình sẽ dừng ha. Vì mình chuối như vậy mình sẽ nhìn được nè. Bằng mình ok ha. Vì cái nó không bằng là nhiều khi mình đắp bột á, mình đắp bột á, hay là lúc mình cắt á nó không có được bằng thôi. Là mình chỉ cần dụa bỏ những cái đó đi là nó sẽ bằng ha. Vậy thì tốt quá ha chị ha. Làm như vậy cũng tốt, thoải mái, mình có thời gian chăm sóc gia đình và con cái nữa. Còn nếu mà mình ra tiệm á, cái thời gian mình sẽ tiệm sẽ nhiều hơn ở nhà. Dạ, cái nail thì nó càng ngày càng phát triển ha. Thì hy vọng thì mình sẽ hết qua hết lại, chia sẻ kinh nghiệm với nhau để cho cái nail của mình nó thì nó ngày một phát triển hơn. Và đắp một phần đó cũng là do cái yêu cầu của mọi người khách, đúng không? Chưa 10 năm trước là đâu có những cái như vậy đâu. Thì xã hội nó càng phát triển thì á, mình càng xích lại gần với nhau và chia sẻ được nhiều hơn. Chiều chị khi mà tụi mình mai thì cũng là hy vọng là hết được cho một phần nào đó, nó không nhiều đi nữa thì nó mình vẫn đều mình hết được bất cứ ai cần được hết thì người đó sẽ tự mình cảm thấy là như vậy, tất cả tự cảm giác được. Nói chung là mình dũa ha, cái gì cũng phải trên bằng phẳng của mình ha. Mắt mình chỉ nhìn thôi chứ đầu mình không xoay. Mình sẽ điều khiển cái tay của mình nằm nguyên vậy cho mình thấy ha. Đó, giờ sau mình dũa ha. Đây, mình sẽ đi chính giữa trước nè. Sau đó mình sẽ xoay tay của người khách nha. Xoay cái tay của người khách qua ha. Mình không có xoay cái đầu của mình ha. Sau đó mình sẽ xoay cái tay của người khách qua lại nè. Nó sẽ nằm trên cái mặt phẳng, mình sẽ thấy được. Vì những cái này là những cái góc khuất nè, mình không thấy được. Nếu mà mình dụ không sạch những chỗ đó là nó dễ bị lứt lắm. Hello, hi. Sao you know first? Thank you. Okay, next week. Okay, bye. Chào tạm biệt chị nha. Đó, em cũng sắp xong rồi. Bye, chúc chị ngày mới vui vẻ nha. Dạ, tiếng em bị vọng lại vì bây giờ cái tiệm nó không có ồn nữa. Cái màu số 15 ombre này nó không có bị mobile ha. Nên khi mà mình làm như vậy nó rất là đẹp, nhìn nó rất là tự nhiên, nó không có bị mobile, màu nó rất là chuẩn. Cái màu này rất là khó pha được lắm á, cái màu này.
Okay, wash your hand. Wash your hand. Only clean, huh? No design. Đó, mình sẽ clean. Đâu quá. Lấy dùm chị mấy cho. Mấy của em của chị? Của em của chị cũng được. Không sao hết. Hả? Của em của chị cũng được. Mấy dễ thương vậy. Đó, mình sẽ cho qua bên này ha. Chị tao mua cho em. Hả? Mua nào vậy? Đó, mình sẽ sử dụng cái màu của Chanel ha. Đây là cái thấp khuất. Đây là cái chai thấp khuất nha. Hai chị thêm dạ. Hai bé yêu thêm mì. Đó, mình sẽ sơn thấp lên ha. Hai Hồng Liêu. Hai chị Vi Bền Nguyễn. Đó, cái người cách design á, thường một ngày vậy á, thì rất là nhiều ha. Nó chỉ là làm màu và sơn sơn gel thôi. Nhưng mà đa số á, những khách tới vậy á, mình nên chuyên cách làm bột màu ha. Bột màu á, thì nó sẽ cái shape nó sẽ dù được shape hơn. Và cái màu á, nó sẽ chuẩn. Vì khi làm bột màu á, mình làm quen rồi đó, mình rất là thích làm cái bột màu nó ra cái shape đẹp luôn nha. Và mình tiết kiệm được cái thời gian nữa. À, thay vì á, mình phải sơn 2-3 lớp gel á, mình chỉ cần sơn một lớp thấp coat thôi. Cái thấp coat này có cái hay là khi mà mình sơn tới gần hết luôn á, nó cũng không có bị hột nha. Nó cũng không có bị hột nên nó rất là bóng và rất là last long. Thank you chị Vi Bền, em khỏe nha. Em khỏe. Nhưng mà nó không có khỏe lắm nhưng mà nó vẫn khỏe đấy. Thì em có thể làm like ha. Dạ, thank you chị nhiều lắm. Đây không, các bạn thấy không, nó rất là bóng ha. Ok, inside. The light bit on. Yes. Màu rất là dễ thương ha. Chị khỏe không chị Vi Bền? Chị khỏe không, lâu quá không gặp chị nha. Rất là xin gặp rất là nhiều anh chị trên live ha, mà cũng chưa từng gặp mặt bao giờ, nhưng mà mỗi lần làm live á, được sự ủng hộ của anh chị á, thì á, rất là vui và rất là thank you rất là nhiều ha. Những cái tinh thần đó là thực xin rất là quý ha.
tay, khi mà làm xong á mình cố gắng vuốt hai bên một chút xíu ha. Nó cũng không chạy ra hai bên nhiều đâu, nhưng mà mình á để cho nó kỹ chút xíu mình vuốt hai bên ha, cho nó không có bị mất sức. Ok, inside. Đây là cái bộ nail mình xong ha, nó rất là bóng nè, các bạn thấy không? Top coat này rất là bóng ha và nó rất là last long. Mọi người chưa xài thì cứ xài thử đi ha, mình có thể mua vài chai để xài thử thôi. Nếu mà mình thích á thì mình sẽ mua nhiều nha. Còn chưa xài qua thì mình cứ xài thử. Vì á mình có rất là nhiều feedback của khách hàng ha, nhưng mà mình Christine sẽ không có post lên. Vì không phải là ai cũng muốn đưa cái tên của mình lên Facebook hết á, nên là Christine sẽ giữ đó ha. Và anh chị nào chưa xài qua thì cứ mua xài thử đi, mua số lượng ít thôi mình xài thử, nếu mà mình thích mới mua nhiều nha. Chứ mình xài sao mình bán đó nha. Đó, từ cái bột hay là tới cái cleader đó, đều là của Just Nail ha. Nguyên bộ vậy là mình có thể có một bộ nail vừa dịu dàng sang trọng cho cái người thích của mình, không có design cầu kỳ ha. Đó, mọi người thấy không, rất là bóng nha. Mình chỉ cần thôi 60 giây thôi là đã rất là khô ha. Beautiful color. Oh, let's time red. Okay. All of them. Okay. Okay, let's time red. All of them. Whatever you want. Lần sau người khách sẽ làm màu đỏ ha. Đây, bộ nail cũng ra xong rồi ha. Bye bye mọi người nha. Chào và hẹn gặp lại trong những cái live lần sau nha. Bye bye. Missy tắt ở đâu vậy? Để cái xin tắt ha.